Có cái nhà này người ta mua cái màn hình LV đó dựng ở trước cửa ngoài đường vậy đó các bạn, mà không ai dám lấy hết đó. Mấy cái người bưu điện, mấy cái hãng Amazon tới giao hàng đó, mình không có ở nhà thì họ quăng cái thùng ở trước cửa vậy đó. Cái lý do đó là nếu mà ai mà mạo hiểm á, ăn cắp á, là bị vô phết á, thì sau này sẽ không có tìm được công ăn việc làm. Ở bên Mỹ đó, khi mà mình đi xin việc làm đó là họ điều tra mình kỹ lắm. Cho nên mấy cái người mà người ta có cái dân trí á, người ta gặp mấy cái thùng đồ như vậy người ta không dám. Ví dụ như mấy cái người mà ăn 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 trộm ở bên đây đi, người ta có cái xe, người ta chỉ cần người ta dừng cái lại, người ta chạy ra, người ta ôm là người ta phóng lên xe, người ta đi, các bạn biết không? Nhưng mà người ta không có dám làm. Tại vì phần đông á, cái mấy cái camera nó quay lại.